Thời tiết nồm ẩm là nguyên nhân gây nên tình trạng nấm mốc. Đây là môi trường thuận lợi để các vi khuẩn, nấm mốc có hại cho sức khỏe phát triển, đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp. Để khắc phục được tình trạng trên, trả lại bầu không khí khô thoáng, Fuze đã cho ra mắt dòng sản phẩm máy hút ẩm HM914EC Pro với nhiều tính năng ưu việt, giải quyết triệt để những vấn đề do thời tiết ẩm ướt gây ra. Máy hút ẩm dân dụng Fuze HM914EC Pro sở hữu hình dáng trụ tròn với các đường bo cong mềm mại kết hợp tông màu trắng chủ đạo sẽ tạo nên sự sang trọng trong căn phòng. Thế hệ sản phẩm mới tích hợp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, kiểu dáng thời trang, tinh tế, thiết kế theo phong cách Muji Nhật Bản, tối giản và hiện đại. Dung tích bình chứa 2,3 lít. Trọng lượng chỉ 10,6 kg. HM914EC Pro cực kỳ nhỏ gọn và phù hợp cho nhiều không gian như phòng ngủ, phòng làm việc, bệnh viện, trường học, văn phòng. Đặc biệt, 914EC Pro là sản phẩm máy hút ẩm đạt chuẩn chống nước IPX. Chống nước bắn vào thiết bị ở mọi vị trí, không những sử dụng trong mọi không gian mà hơn hết máy còn sử dụng để dùng trong phòng tắm. Vỏ máy luôn được sạch đẹp, góp phần tiết kiệm cho bạn tối đa thời gian khi cần vệ sinh máy. Máy vẫn giữ nguyên thiết kế có tay cầm dành cho những model máy hút ẩm dân dụng nên việc di chuyển rất dễ dàng. So với người anh em 914EC có cửa gió cố định, thì 914EC Pro được cải tiến vượt bậc hơn với thiết kế cửa gió đảo chiều tự động, phân phối gió khô đều hơn ra toàn căn phòng, giúp sấy khô quần áo hiệu quả hơn. Đi kèm với sự cải tiến ở phiên bản này, bên cạnh màng lọc tiêu chuẩn, nhà sản xuất đã trang bị thêm bộ lọc kháng khuẩn hiệu quả cao. Model HM914EC Pro thế hệ sản phẩm mới, phù hợp cho không gian vừa và nhỏ khoảng 15-30m². Với công suất hút ẩm lên tới 14 lít trên ngày, đảm bảo không khí trong căn phòng bạn luôn được khô ráo. 914EC Pro dễ dàng sử dụng với đa chế độ. Chế độ hẹn giờ lên tới 24 tiếng, vô cùng thân thiện với người dùng. Chế độ khóa trẻ em an toàn, tiện lợi đối với hộ gia đình có trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, máy được tích hợp thêm chế độ sấy khô quần áo cực kỳ hữu ích trong mùa nồm ẩm. Ưu việt hơn nữa, 914EC Pro còn tích hợp chức năng ionizer, diệt khuẩn loại bỏ các chất dị ứng trong không khí, giúp cho bầu không khí trong căn nhà bạn được trong lành và khỏe mạnh hơn. Hơn hết, sở hữu model 914EC Pro chắc hẳn bạn sẽ không phải đắn đo về độ ồn. Thiết bị luôn hoạt động êm ái như một chiến binh, không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn. Những tính năng đầy đủ và nâng cao của 914EC Pro được điều khiển và giám sát thông qua ứng dụng Tuya Smart trên điện thoại di động. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi và cài đặt các chức năng ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Thông qua ứng dụng, có thể lựa chọn điều khiển các chế độ, xem cài đặt được các chỉ số độ ẩm. Các tính năng điều khiển thông minh như sấy quần áo, điều chỉnh chế độ ngủ hay cả chế độ tắt máy, bật tắt ionizer hay cả chế độ khóa trẻ em, điều chỉnh quạt gió đảo chiều. Với phần mềm kết nối Wi-Fi, Internet, ngay cả khi không ở gần máy, với khoảng cách xa như ở cơ quan, người dùng vẫn có thể theo dõi độ ẩm và điều khiển máy. Với nhiều chức năng hữu ích được tích hợp trên 914EC Pro, có thể nói, siêu phẩm máy hút ẩm này sẽ là sự lựa chọn cần thiết cho gia đình bạn, chống chọi lại được nấm mốc, ẩm ướt, bảo vệ sức khỏe các thành viên gia đình trong thời tiết khắc nghiệt nhất. Còn chần chừ gì mà không nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi để sở hữu ngay model HM914EC Pro với mức giá vô cùng ưu đãi.